Xin chào các bác nhé. Quay trở lại với lại những cái mẫu xe mà nhà em đang bán. Thì hôm nay đấy, em giới thiệu với lại cả nhà một chiếc xe Open. Chiếc xe Open các bác nhé. Nhập khẩu từ Đức luôn, đời rất là cao. Nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Đức về. Nhiều người không biết đấy, cứ tưởng đây là xe tàu, nhưng mà không phải đâu các bác nhé. Chiếc xe này là đảm bảo các bác luôn là 100% là xe của nhập khẩu từ Đức. Thì các bác nào muốn xem giấy tờ thì em sẽ cho các bác xem qua Zalo nhé. Đấy, chiếc xe này là đời 2009 và đăng ký lần đầu là 2012. Màu trắng, và form của chiếc xe này là form hatchback, như các bác đã nhìn đây, đúng không? Là form hatchback. Màu trắng rất là đẹp. Và chiếc xe này là chủ xe đi rất là giữ gìn. Cho nên là chiếc xe còn rất là mới. Chiếc xe còn rất là mới nhé. Rất là bóng bẩy, rất là sạch sẽ. Thì hiện tại là chiếc xe này là máy 1.4, thực ra là 1.35 chứ không phải là 1.4, 1.35, cho nên là cái vấn đề nhiên liệu của chiếc xe này là rất là tiết kiệm, rất là tiết kiệm nhé. Nhiên liệu ăn rất là khiêm tốn, rất là tiết kiệm, chỉ tầm khoảng 6-7 lít trên 100 km thôi. Hình dáng của chiếc xe rất là đẹp, biển 15A012, nếu mà thêm chữ 3 nữa là 012345, đúng không? Đấy, biển cũng tương đối là đẹp. Và về hình dáng chiếc xe này đấy thì các bác nhìn đấy, đúng không? Nó cũng rất là đẹp luôn, rất là trẻ trung, vì chiếc xe này là đời cao mà. Cái dòng xe Tây thì các bác biết rồi, nó thiết kế ra thì ít khi là lỗi thời, đúng không? Đấy, còn thì về chất lượng của chiếc xe Tây thì các bác cũng biết rồi, đúng không? Là nó chắc chắn một điều rằng nó sẽ rất là tốt. Đấy, rất là tốt. Xe được trang bị cũng rất là hiện đại, rất là tiện nghi. Đấy. Bình thường ra thì các bác biết là những cái chiếc xe Hàn Quốc thôi, đúng không ạ? Đấy, thì cũng đời 2009, mà 2009-10 thì các bác biết là nếu mà như Kia Morning thì cũng đã bán với giá là tầm khoảng 250-270 rồi, đúng không ạ? Đấy, còn chiếc xe này của em cũng cùng đợi như vậy. Đấy, và form dáng của chiếc xe này các bác nhìn đây, nó cũng rất là đẹp, mà thậm chí là đẹp hơn cả Morning, đúng không ạ? Nó hình dáng nó giống một chiếc xe như là chiếc i20 và chiếc xe i30, đúng không ạ? Mà những chiếc xe đấy thì các bác biết rồi, đúng không ạ? Là nếu mà là số tự động thì nó cũng bán giá loanh quanh khoảng tầm là 300 triệu. Đấy. Nhưng mà đây là chiếc xe này của em đây, đúng không ạ? Là đời 2009 và đăng ký hai lần đầu là 2012. Cũng là số tự động các bác nhé. Số tự động. Đấy. Trang bị 4 máy. 1.3 trang bị động cơ là 1.35. Cho nên là cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tầm khoảng 6-7 lít trên 100 km thôi. Đấy. Thì các bác xem nhé. Thì em cũng lưu ý với các bác luôn là các bác mà xem video, mà thấy những cái video của em đăng lên mà thấy hay và thấy bổ ích đối với các bác, thì các bác ấn like và để đưa một cái lời nhận xét ở phía bên dưới nhé. Và đặc biệt là các bác hãy nhấn một nút đăng ký để được cập nhật những cái mẫu video mới nhất mà nhà em được đăng lên. Đây, bãi xe nhà em đây rất là nhiều, ngày nào cũng về một số dòng xe. Đây, và một số những chiếc xe đây nhà em đây. Đấy, như chiếc xe này đang tháo cái đèn đi để đánh bóng cho nó sáng. Đấy, mới về xong. Và một số xe đang ở làm ở xưởng, đang đi tỉa sơn nữa, và cũng đi đánh bóng xe nữa. Thì đây em đang giới thiệu các bác đây, một chiếc xe rất là đẹp và rất là độc, rất là lạ luôn. Đấy, tên là Open Corsa. Đấy, và chiếc xe này đặc biệt được thiết kế một cái đuôi đằng sau này. Cái đuôi này có thể là mình co ra co vào nhé. Đấy, co lên co vào, co ra co vào, co lên co xuống. Đấy, ví dụ như này, có thể gập lên, gập xuống như này. Đấy, cái này cũng vậy nhá, gập lên gập xuống được nhá. Cái này để tác dụng để làm gì? Và các bác nếu mà tìm hiểu ra thì cái đuôi này nó có rất là tác dụng khi các bác đi du lịch, và có thể là mình để một chiếc xe máy ở trên đây và để một chiếc xe đạp ở trên đây thoải mái nhá. Đấy, để đi du lịch, đúng không? Và có thể là đi cứu hộ cái xe máy nào mà bị thùng xăm giữa đường, đúng không? Đấy, rất là độc, rất là lạ luôn. Cái này có thể thụt vào được, rất là bình thường. Đây thì em cũng giới thiệu các bác qua về cái một số cái chức năng của nó. Đấy thì một lát em sẽ cụp vào cho các bác xem nhé. Đây em cũng chưa biết vào đó nó cụp vào. Cái này thì cụp ra cụp vào bình thường. Đấy, nhìn như này. Đây vừa em cũng cụp một chiếc vào rồi.
thì các bác xem nhé. Đấy thì em sẽ đi vòng quanh một chiếc xe, một lát nữa sẽ quay phần nội thất chiếc xe bên trong cho các bác xem nhé. Đấy, rất là độc mà rất là lạ luôn, mà đặc biệt rất là đẹp, mà giá thì đặc biệt là rất chi là rẻ, chỉ hơn 200 triệu một chút thôi thì các bác đã có thể là mua được một chiếc xe rất là đẹp này rồi, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái hình thức bên ngoài của chiếc xe các bác nhé. Chiếc xe này em cũng nói rồi là nó sẽ to hơn, rộng hơn chiếc xe Kia Morning, và nó sẽ to bằng cái chiếc xe dài bằng chiếc xe gọi là Hyundai i20 nhé các bác nhé, i20 nhé. Và em cũng nói luôn là cũng đảm bảo với các bác luôn về chiếc xe này là không có lỗi, đảm bảo là các bác luôn là không có một lỗi gì cả. Keo chỉ nguyên zin hết, không mất một phân nào, một cột kèo nguyên zin hết, không bị bất cứ cái không bị lỗi bất cứ cái chỗ bộ phận nào nhé. Đảm bảo các bác luôn là không lỗi, không va chạm, không ngập nước. Đấy, không đâm đụng, không thủy kích. Đảm bảo các bác luôn nhé. Đấy, em mua em đảm bảo các bác luôn để các bác nếu mà ở xa thì đến xem thì nó vẫn đi được. Vẫn đi được. Vâng. Em mở cửa đi đường các bác đi lại cứ sợ là va vào, quẹt vào. Đấy thì bãi nhà em ở trong kia nhá, còn bây giờ em cho xe ra ngoài đường em quay cho nó được nó dễ hơn, dễ dàng hơn. Đấy thì bây giờ em đang mở tất cả cái bộ phận là cánh cửa của xe ra. Đấy, quay cho các bác xem. Đây và đây là lốp của xe nhá. Đấy, lốp của xe phanh đĩa ABS 4 bánh cả nhá. Lốp còn tương đối đẹp. Đấy, phanh đĩa ABS 4 bánh. Và bây giờ em sẽ quay cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Thì đây nhá. Đây là cái phần nội thất bên trong của xe nhé các bác nhé. Đấy, đây là cái phần nội thất bên trong của xe, các bác xem nhé. Đấy, nội thất táp ly là lý luôn. Và ghế lý nhé. Táp ly lý, ghế lý toàn bộ hết. Ghế lý màu đỏ, đây ghế lý nhé. Còn nguyên bản luôn. Chiếc xe này thì còn nó đi rất là ít, cho nên là về độ chất của chiếc xe này rất là tốt, còn rất là tốt. Các bác xem nó còn nguyên bản hết đúng không? Đấy, ghế là tablo của xe nhé. Nội thất là hai màu, màu đỏ và màu đen. Rất là đẹp. Đấy. Và đây là cái đồng hồ của xe các bác nhé. Đây và đây là vô lăng này, vô lăng được tích hợp túi khí ở giữa. Đấy, biểu tượng này là biểu tượng của cái của dòng xe Open thì các bác biết rồi đúng không ạ? Open. Và đây là cái phần tablo nhé, em quay như này các bác nhìn cũng khá là rõ nét đúng không? Khá là rõ nét so với một cái đoạn video này. Đấy, thì đây là cái bộ phận đài nhé, đài và âm thanh nhé. Đây và điều hòa nhé. Đấy. Và đây là cái điều khiển, chính là cái điều khiển của xe, điều khiển nguyên bản của xe, dòng xe Open này. Đây bây giờ em sẽ bật cái phần đấy, em bật khởi động cái hệ thống điện của xe lên cho các bác xem nhé. Và đây có một cái màn hình nhé, đây là màn hình và camera lùi nó sẽ nằm ở đây nhé các bác nhé. Đấy, màn hình camera lùi rất là nhỏ thôi. Đây các bác xem cũng hiển thị cả cái này âm nhạc ở đây luôn này. Đấy, các bác có thể về mình lắp thêm cái màn hình to ở cái chỗ đấy. Đấy, tùy các bác nếu mà các bác thích. Đấy, còn không có để cái màn hình đấy cũng vẫn rất là ok đúng không? Đây và đây là cái số hộp số của xe. Đấy, hộp số của xe là hộp số tự động nhé. Và được kết nối USB, đây dây USB nhé. Đấy, và đây là cái bộ phận chính chỉnh điều hòa. Đấy. Chỉnh điều hòa của xe nhé. Đấy. Đúng không? Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem luôn về cái chiếc xe này, cả phần nội đến ngoại thất luôn của chiếc xe. Đấy, đây là cụ số còn rất là đẹp luôn. Đây, một chiếc xe trang bị cũng khá là hiện đại đúng không? Và khá là đẹp. Với tầm giá chỉ hơn 200 triệu một chút thôi. Và đây là cốp của xe nhé. Đây cốp của xe. Rồi. Ok. Đấy thì bây giờ em sẽ quay thêm cái phần bên dưới của chiếc xe này. Đấy, xe nó còn rất là đều xe. Và rất còn xe nó còn rất là liền. Tất cả các mọi thứ nó còn, xe nó còn rất là liền mạch. Đấy. Đây là cái nội thất nhìn từ bên ngoài vào đúng không? Đấy là màu đỏ và màu đen nhé các bác nhé. Đấy, màu đỏ này là màu đỏ nguyên bản theo xe chứ không phải là màu màu đỏ do mình làm lại.
màu đỏ nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy. Đấy thì đây là cái phần tắp ni cửa của xe nhé, tắp ni cửa của xe rất là đẹp luôn, rất là tươi. Các bác nhìn đây thì có thể là biết được cái độ chất của xe đúng không? Em cũng vừa nói, em cũng vừa giới thiệu và vừa quay các bác xem luôn. Đấy. Thì đây là cái phần khung và phần vách cửa của xe nhé, quay cho các bác xem luôn. Bây giờ thì cũng là 5 giờ chiều nên là em quay cái đôi khi là nó cũng do ảnh hưởng đến cái vấn đề là độ sáng đúng không? Đấy, nhưng mà cũng theo các bác nhìn đây thì theo em nhìn thì và các bác nhìn thì các bác cũng biết được là nhìn thế này vẫn còn khá là rõ nét đúng không? Đây là phần ghế nỉ của xe nhé, phần ghế nỉ nguyên bản theo xe luôn các bác nhé. Đấy, quay gần cho các bác xem luôn nhé. Đây là phần đằng sau nhé, phần đằng sau đây. Đấy. Và ở dưới này được trang bị túi khí đây. Các bác xem đây là cái túi khí của xe nhé. Đấy, túi khí thì các bác cũng nhìn thấy rồi đúng không ạ? Nó biểu tượng là i3 này, đúng không ạ? Chiếc xe này được trang bị rất là nhiều túi khí luôn. Đấy. Và ở dưới đây, đúng không? Ở dưới đây được trang bị là vẫn là lý nhá, vẫn là lý nguyên bản luôn. Còn rất là đẹp. Rồi ok. Bây giờ em sẽ quay xuống cái phần đuôi của xe và một lát nữa sẽ quay sang cái phần bên phụ của xe cho các bác xem. Đấy, chỗ này cái phần này vừa đem giới thiệu rồi đúng không? Đây còn cái phần này, đây là phần cốp của xe nhé. Phần cốp của xe, khoang cốp rất là rộng. Rất là rộng rãi luôn. Đấy, đây là cái hộp đồ này. Đấy, và có cả dây cu doa dự phòng luôn này. Còn cái tấm này là để che cái bộ phận này nhé. Đây chính là cái bộ phận bơm hơi của xe. Đây có cả đồng hồ báo này. Đây là vòi nhé, đây là vòi hơi. Và có khi các bác cắm vào đây. Đây vòi hơi cắm vào đây. Đây đồng hồ hiển thị cân, áp suất. Đấy và khi xong rồi thì các bác sẽ đặt đây và sẽ lắp lại như thế này. Đấy lắp lại như thế này. Nếu mà ấn hết vào thì nó sẽ rất là khít. Đấy còn bên đây nữa nhé. Bên đây thì nó là cái bộ phận không có gì cả. Không có gì cả. Đấy và đấy cốp mở lên thì các bác nhìn thấy nó rất là rộng. Các bác có thể là đồ sau rất là hợp lý. Khi các bác đi phượt, đi du lịch. Rất là hợp lý luôn. Đấy thì bây giờ em sẽ quay sang bên phần bên phụ của xe các bác nhé. Đấy thì vừa em cũng quay lốp rồi đúng không? Bốn lốp của xe còn rất là dày luôn. Rất là dày dặn luôn, đúng không? Đấy và đây là tiếp theo là cái cánh cửa đằng sau bên phụ nhé. Quay cho các bác xem nhé. Đấy, còn rất là tươi và rất là đẹp luôn. Nói chung là về chiếc xe này thì các bác mua về không phải làm bất cứ một cái gì cả, chỉ việc là mua về chỉ được sử dụng ngay thôi chứ không phải làm gì. Đấy, em quay cũng khá là chi tiết và các bác xem, nếu các bác nào ở gần thì đến xem để cảm nhận trực tiếp nhé, các bác nào ở xa thì cứ xem kỹ. Nếu mà có muốn xem thêm cái bộ phận nào thì em sẽ chụp hình cho các bác xem và gửi qua Zalo cho các bác xem luôn. Đấy, cả về nói chung là em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác xem nghe và về chiếc xe này. Đấy. Đấy, cánh cửa bên phụ của xe, cái cánh đằng trước nhé, quay gần cho các bác xem nhé. Đấy đúng không ạ, đây là loa check các bác nhé, đây là loa check nhé. Đấy. Còn đây là cái vách cửa em quay cho các bác xem luôn, tem vẫn còn nguyên, tem vẫn còn nguyên luôn. Đây túi khí đây nhá, ở chỗ này được trang bị túi khí nữa nhá. Đấy. Rồi ok, em sẽ quay cái vách cửa cho các bác xem. Đấy, quay gần, quay chi tiết, quay chậm chậm, từ từ cho các bác xem luôn, cảm nhận đúng không ạ? Các bác cứ xem nhé, có gì thì alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, số điện thoại của em là 0938 586 307, alo em dùng số đây luôn. Và đây được trang bị túi khí nhá. Đây có túi khí nữa nha các bác nhé. Vẫn đi được đấy, vẫn đi được. Ồ. Vừa xe kia vẫn đi tốt mà. Vẫn đi tốt mà. Đấy thì vừa rồi em cũng giới thiệu các bác về nội ngoại thất của chiếc xe này đúng không? Chiếc xe gọi là chiếc xe Open Corsa, hiệu gọi là Corsa. Nhập khẩu từ nguyên chiếc từ Đức nha các bác nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2019. Rất là dài. Rất là dài luôn. Đây lốp nắp dày, đăng kiểm dài. Điều hòa mát sâu.
điều hòa mát rất là sâu nhé. Còn đây là đèn của xe nhé các bác nhé, đèn của xe, đèn rất là đẹp, rất là sáng luôn, sơn xi rất là bóng, rất là sạch. Nói chung là về chiếc xe này thì nhìn hình thức bên ngoài nó còn rất là mới, còn rất là mới luôn. Đây các bác xem, em quay gần các bác xem luôn đúng không? Tất nhiên là xe cũ thì nó cũng không thể tránh được một số cái đúng không? Nhưng mà các bác nhìn thì tổng thể chiếc xe này còn khá là đẹp đúng không? Thân vỏ rất là chắc chắn luôn, rất là dày, tôn vỏ rất là dày, dày hơn những cái dòng Kia Morning hay là dòng xe Hyundai. Đấy mà chạy rất là sướng, rất đầm, rất là chắc luôn. Vít cao tốc thì êm ru và rất là bốc, rất là bốc so với này một số cái dòng xe cùng phân khúc đúng không? Đấy, giá thì em bán chỉ có hơn 200 triệu thôi các bác nhé, hơn 200 triệu tí thôi thì các bác có thể là đã mua được một chiếc xe rất là sang trọng này rồi, của Đức, hiệu là của dòng xe Đức luôn đúng không? Đấy, gầm vệ rất là chắc chắn, không bị han mọt gì hết. Đấy thì vừa em cũng giới thiệu với các bác rồi đúng không ạ? Và bây giờ các bác cứ xem về cái phần máy nhé. Bác nào muốn xem cái phần máy và muốn nghe tiếng lổ của máy thì em cũng sẽ quay một đoạn video gửi chỉ riêng cho các bác vào Zalo nhé các bác nhé. Gửi riêng vào Zalo các bác xem luôn. Thì đây thì nhà em cũng rất là nhiều dòng xe các loại luôn, từ trên dưới 100, 200, 300 triệu. Đấy, và một số dòng xe khác nữa. Và một số dòng, nói chung là về số tự động nhà em cũng bây giờ hiện tại là nhà em số tự động rất là nhiều nhé. Các bác đến xem thì có thể là nếu mà mua, có thể là mua chiếc này, có thể là mua chiếc khác, đủ cái lựa chọn cho các bác luôn, đủ sự lựa chọn cho các bác luôn nhé. Đấy. Thì chiếc xe này như em vừa cũng giới thiệu rồi là đăng ký tên tư nhân chính chủ. Còn thì bác nào mà muốn sang tên thì bên em sẽ hỗ trợ hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhé. Đấy, hồ sơ và vận chuyển cho các bác luôn. Đấy thì mời các bác qua địa chỉ là số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương để được xem và chạy thử cảm nhận nhé. Em xin giới thiệu, em tên là Trâm, năm nay 32 tuổi. Đấy. Số điện thoại của em là 0938 586 307. Zalo em dùng số đấy nhé. Các bác xem mà muốn được cập nhật những cái mẫu video mới nhất thì các bác ấn đăng ký kênh nhé. Chỉ cần ấn đăng ký kênh thôi, cái chữ màu đỏ đỏ dưới đấy, thì khi em đăng lên bất cứ video nào thì các bác sẽ được nhận luôn, được nhận luôn cái video đấy, báo ở trên màn hình điện thoại. Vâng. Thì các bác nào mà muốn hỏi thêm về xe thì các bác cứ alo trực tiếp cho em nhé. Rồi, cũng khá là tương đối rồi đúng không ạ? Đấy. Các bác cảm ơn các bác đã quan tâm đến video này của em nhé. Ok, cảm ơn ạ.